quá tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và chúng ta quay lại phần nếu bạn vui nha. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ lên tay. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì giẫm mũi chân. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì gật đầu đi. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì đá luôn nha. Bây giờ làm nhanh hơn nha. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ lên tay. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì giẫm đôi chân. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì gật đầu đi. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì đá luôn nhau. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì làm hai cái đầu tiên. Thấy nhỉ? Nó không xấu nghe nhỉ? Thôi, thiếu bật cái đoạn mà... Thiếu bật xin lỗi anh một tí xíu. Cái đoạn mà... Cái đoạn đó nó hơi hơi... Bây giờ thì anh này eo... Mình sẽ đọc lại nhá. Anh tập lại cái đó cho em cũng đang hơi rối thế này. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì đá lông nhau. Lại eo. Tấn ấm hơi. Đấy nhá. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì đá lông nhau. Đó, phải to hơn chứ nữa nha. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì đá lông nhau. Rồi lại nha. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ lên tay. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì giẫm đôi chân. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì gật đầu đi. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì đá lông nhau. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì làm cả bốn. Bạc bạc. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì làm cả bốn. Tắc tắc hư hư. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì làm cả ba. Ba cái đầu tiên. Ai ứ vậy trời ơi. Ứ à. Rồi lại nha. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì làm cả bốn. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì làm cả bốn. Nếu bạn vui mà muốn tỏ ra thì làm tới sáu.